áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân yêu của Vietjet. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chương trình môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay thì chúng mình sẽ tìm hiểu một bài học rất là mới, đó là bài toán giải bằng 2 bước tính. Như vậy thì bài toán giải bằng 2 bước tính là như thế nào? Thì hôm nay cô trò mình sẽ tìm hiểu qua một số bài toán như sau. Chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Bài toán số 1, có 5 bông hoa cúc. Số hoa hồng có nhiều hơn số hoa cúc là 2 bông. A. Có bao nhiêu bông hoa cúc? Câu B. Có bao nhiêu bông hoa hồng và hoa cúc? Ở đây chúng mình có 2 câu hỏi cho bài toán này, đúng chưa? Đây là hình ảnh minh họa của bài toán. Thì trên đây chúng mình thấy như thế nào nhỉ? Có một loại hoa này thì có 5 bông hoa cúc. Số hoa hồng có nhiều hơn số hoa cúc là 2 bông. Nhiệm vụ của chúng mình đó là đầu tiên đề bài cho biết là có 5 bông hoa cúc này. Còn số hoa hồng thì nhiều hơn số hoa cúc là 2 bông. Ở đây chúng mình có hai lọ hoa trên, có hai loại hoa trên cái lọ hoa này, đó là hoa hồng và hoa cúc. Đề bài hỏi chúng mình đó là A. Có bao nhiêu bông hoa hồng? Câu hỏi B. Có bao nhiêu bông hoa hồng và hoa cúc? Được chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi vào tóm tắt bài toán này để chúng mình có thể dễ dàng nhìn ra được số hoa hồng và số hoa cúc và tìm ra được lời giải. Đây, đầu tiên thì cô sẽ đến với bước tóm tắt. Ở đây thì chúng mình sẽ có hai đối tượng, đó là hoa cúc và hoa hồng, đúng chưa? Thì mình đã biết là có 5 bông hoa cúc rồi. Đây, cô sẽ minh họa số hoa cúc này là một đoạn thẳng như thế này, được chưa? Cô sẽ vẽ tóm tắt phần A trước nhá. Rồi, mình biết đó là số hoa hồng có nhiều hơn số hoa cúc. Như vậy thì đối tượng thứ hai là số hoa hồng. Vậy thì đoạn thẳng vẽ số hoa hồng phải dài hơn đoạn thẳng vẽ số hoa cúc. Tại vì mình có là hoa hồng nhiều hơn. Nhiều hơn thì có nghĩa là phải dài hơn, đúng chưa? Rồi, đây, cô sẽ có đoạn thẳng biểu thị hoa hồng như thế này, dài hơn đoạn thẳng hoa cúc. Vậy thì chỗ mà nhiều hơn này chính là, đoạn thẳng mà nhiều hơn thế này chính là 2 bông, đúng chưa? Rồi, bây giờ thì chúng mình có tìm được số hoa hồng thông qua cái tóm tắt này không ạ? Rất dễ dàng. Nhiều hơn thì chúng mình sẽ lấy số hoa cúc này cộng với số nhiều hơn, có nghĩa là lấy 5 cộng với 2 thì sẽ ra được là số bông hoa hồng, được chưa ạ? Rồi đây, tìm số hoa hồng, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì chúng mình đến với phần B, tóm tắt của phần B nhá. Đầu tiên thì chúng mình sẽ có hoa cúc là 5 bông. Sau đó thì chúng mình đã biết được số hoa hồng rồi, phải đi tìm cả hai, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ tìm cả hai bằng cách như thế nào nhỉ? Lấy số hoa cúc cộng với số hoa hồng thì sẽ ra là cả hai loại hoa, hay là số bông hoa hồng và số bông hoa cúc là bao nhiêu bông, được chưa? Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với bài giải như sau. Câu A, mình sẽ tìm được số bông hoa hồng bằng cách là đấy 5 cộng với 2 bằng 7 bông hoa, đúng chưa? Như vậy chúng mình sẽ có số bông hoa hồng, đó là 5 cộng 2 bằng 7 bông. Rồi đến với phần B, câu trả lời cho phần B này hỏi là có bao nhiêu bông hoa hồng và hoa cúc, thì chúng mình trả lời là số bông hoa hồng và hoa cúc có là. Rồi bây giờ thì chúng mình đã biết được số hoa cúc là 5 bông, biết được số hoa hồng là 7 bông. Để tìm được cả hai loại hoa này thì chúng mình chỉ cần lấy 5 cộng 7, hay là lấy số hoa cúc cộng với số hoa hồng thôi. Đó thì chúng mình sẽ được là 5 cộng 7 là bằng 12 bông. Và sau đó thì các bạn nhớ đáp số. Ở đây ở trong phần câu hỏi là có hai câu hỏi A và B riêng biệt, như vậy là ở phần đáp số chúng mình cũng phải đáp số, lưu ý là cả hai phần A và B. Phần A thì là 7 bông hoa, 7 bông hoa hồng đấy. Phần B thì là 12 bông hoa, có nghĩa là số hoa của cả hai loại này. Được chưa? Cô nhắc lại này, trong bài toán số 1 này thì chúng mình đã tìm ra được kết quả thông qua hai bước giải. Bước đầu tiên là đi tìm số hoa hồng, đúng chưa? Bước thứ hai là đi tìm số hoa hồng và số hoa cúc. Như vậy là chúng mình đã giải bài toán qua hai bước, đúng chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ tìm hiểu thêm một bài toán nữa. Chúng mình sẽ có bài toán số 2. Ngăn trên có 10 quyển sách. Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách? Đề bài cho ta biết điều gì các con nhỉ? Đây, đề bài cho biết đó là ngăn trên có 10 quyển sách,
Ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển sách. Nghĩa là trong bài toán này thì nhắc đến hai đối tượng, đó là ngăn trên và ngăn dưới. Và biết là ngăn trên có 10 quyển, ngăn dưới thì có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển. Đề bài hỏi chúng mình đó là cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách. Như vậy, để biết được cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách, chúng mình phải biết được số sách ở ngăn trên, biết được số sách ở ngăn dưới thì chúng mình mới tính được số sách ở cả hai ngăn. Nhưng mà đề bài thì chỉ cho biết số sách ở ngăn trên thôi, và cho biết thêm là ngăn dưới có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển. Vậy thì trước tiên chúng mình phải đi tìm số sách ở ngăn dưới, đúng chưa? Đây, bạn Robert cũng đưa cho chúng ta một gợi ý như sau. Đây là bài toán giải bằng hai bước tính. Trước hết tìm số sách ở ngăn dưới, và sau đó thì tìm số sách ở cả hai ngăn, đúng theo cái định hướng mà cô trò mình vừa mới tìm, đúng chưa? Trước tiên phải đi tìm số sách ở ngăn dưới, sau đó thì chúng mình mới tìm được số sách ở cả hai ngăn, được chưa? Bây giờ thì cô sẽ tóm tắt bài toán như sau để các bạn dễ hình dung này. Đầu tiên chúng mình có đối tượng đầu tiên, đó là ngăn trên. Và ngăn trên này thì đã cho biết là có 10 quyển sách rồi. Cô sẽ biểu thị bằng một đoạn thẳng như thế này. Rồi sau đó thì cô sẽ tóm tắt biểu thị đoạn thẳng của ngăn dưới như sau. Đối tượng ngăn dưới này thì có đề bài cho chúng mình biết đó là có nhiều hơn ngăn trên 3 quyển. Vậy thì đoạn thẳng biểu thị số sách của ngăn dưới phải dài hơn đoạn thẳng biểu thị số sách ở ngăn trên. Đấy. Và cái đoạn dài hơn này chính là số sách nhiều hơn, đó là 3 quyển sách. Đấy, chính là phần này. Và đề bài yêu cầu chúng mình phải đi tìm số sách của cả ngăn trên và ngăn dưới. Vậy cô ngoặc lại và chấm như thế này. Đó, các bạn đã biết cách để tóm tắt bài toán thông qua sơ đồ đoạn thẳng chưa ạ? Đây, đây là cách tóm tắt bài toán thông qua sơ đồ đoạn thẳng. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô vào bài giải như sau. Trước tiên, đi tìm số sách của ngăn dưới bằng cách là lấy số sách ở ngăn trên, chính là đoạn thẳng bằng nhau này, và cộng thêm cái đoạn dài hơn này, chính là 3 quyển nữa. Có nghĩa là lấy 10 cộng 3 và bằng 13 quyển sẽ ra số sách ở ngăn dưới. Trả lời này, số sách ở ngăn dưới là 10 cộng 3 bằng 13 quyển. Rồi, bây giờ thì chúng mình đã biết được số sách ở ngăn trên là 10 quyển, biết số sách ở ngăn dưới là 13 quyển, chúng mình có dễ dàng đi tìm được số sách ở cả hai ngăn không nhỉ? À, chỉ cần lấy 10 cộng với 13, đúng chưa? Mình sẽ ra số sách ở cả hai ngăn. 10 cộng 13 là bằng 23 quyển, và đáp số 23 quyển. Ở trong bài toán này thì có một câu hỏi thôi, đó là cả hai ngăn có bao nhiêu quyển. Vậy thì khi đáp số thì chúng mình chỉ cần đáp số cái phần câu hỏi của đề bài thôi. Có nghĩa là cả hai ngăn là có 23 quyển sách. Vậy thì bài toán này cũng là bài toán giải theo hai bước tính. Bước đầu tiên chúng mình phải đi tìm số sách ở ngăn dưới, tại vì người ta chưa cho biết số sách ở ngăn dưới, đúng chưa? Còn bước thứ hai thì cô trò mình mới tìm được số sách ở cả hai ngăn theo đúng câu hỏi của đề bài, được chưa? Đó, sau đó các bạn nhớ đáp số. Như vậy là các bạn đã hiểu thế nào là bài toán được giải bằng hai bước tính chưa? Đó, chúng mình sẽ thực hiện hai câu hỏi, trả lời hai câu hỏi và cần hai phép tính, hai bước tính như này chúng mình mới tìm ra được câu trả lời hay là đáp số. Thì đó chính là bài toán giải bằng hai bước tính, chính là bài học của chúng mình ngày hôm nay. Rồi, bây giờ để hiểu hơn về bài toán giải bằng hai bước tính thì cô cho mình sẽ đến với phần tiếp theo. Chúng mình sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần hoạt động. Trong phần hoạt động này thì cô cho mình sẽ làm một số bài tập liên quan đến bài toán giải bằng hai phép tính. Và chúng mình sẽ có bài tập đầu tiên, đó là một bài tập điền số như thế này. Ở đây chúng mình sẽ cùng cô tìm hiểu bài toán xem là bài toán cho chúng mình điều biết gì. Can thứ nhất đựng 5 lít nước mắm. Can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Hỏi cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm. Rồi bây giờ chúng mình xem là đề bài cho ta biết điều gì. À, đề bài cho chúng mình biết là can thứ nhất thì đựng 5 lít nước mắm. Đây, 5 lít nước mắm. Tiếp theo, can thứ hai, đây, can thứ hai thì đựng số lít nước mắm gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Gấp 3 lần là chúng mình nhớ xem là thực hiện phép tính gì nhỉ? À, phép tính nhân, đúng chưa? Rồi, hỏi là cả hai can thì đựng bao nhiêu lít nước mắm, được chưa? Vậy để tìm được cả hai can này thì chúng mình phải như thế nào nhỉ? À, chúng mình phải biết được xem là can thứ nhất thì đựng bao nhiêu. Mà đề bài cho biết là can thứ nhất đựng 5 lít rồi. Biết được số lít nước mắm ở can thứ hai, số lít nước mắm ở can thứ hai thì chúng mình chưa biết, đúng chưa? Vậy thì trước tiên chúng mình phải đi tìm xem là can này đựng bao nhiêu lít nước mắm.
Thì chúng sau đó chúng mình mới biết được xem là cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng mình sẽ đến với bài giải. Ở trong bài toán số 1 này thì đã có bài giải rồi và nó sẽ còn trống ở những phép tính này. Bây giờ chúng mình sẽ hoàn thành. Chúng ta sẽ đi tìm được số lít nước mắm ở can thứ 2 bằng cách như thế nào các con nhỉ? À, lấy số lít nước mắm ở can thứ nhất như thế nào? Gấp 3 lần, để bài cho này, gấp 3 lần. Thì chúng mình sẽ lấy số lít nước mắm ở can thứ nhất nhân với 3, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng mình sẽ có phép tính là 5 nhân 3 bằng 15, đúng. Đây, vậy thì ở đây mình sẽ có là số lít nước mắm ở can thứ hai đó là 5 nhân 3 và được kết quả rất đơn giản là 15. Rồi, như vậy là đã tìm được số lít nước mắm ở can thứ hai. Rồi, sau khi biết được số lít nước mắm ở can thứ hai, biết được lít nước mắm, số lít nước mắm ở can thứ nhất, chúng mình có tìm được số lít nước mắm ở cả hai can không nhỉ? Thực hiện phép tính gì các con nhỉ? À, cộng chúng lại thôi. Rồi, mình sẽ có số lít nước mắm ở cả hai can, đó là can thứ nhất đó là 5 lít này. Can thứ hai vừa tìm được là 15 lít. Cộng lại thì được kết quả bao nhiêu các bạn nhỉ? Nhẩm giúp cô xem bằng bao nhiêu. 5 cộng 15 là bằng 20. Nếu mà bạn nào không nhẩm được thì chúng mình đặt tính ra ngoài nha. Rồi. 5 cộng 15. Nhớ là hàng đơn vị phải thẳng hàng đơn vị nhá. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 và nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, chính xác bằng 20. Ghi vào đây 20 và đáp số là 20 lít nước mắm. Tại vì trong bài toán này chỉ có một câu hỏi, đó là cả hai can đựng bao nhiêu lít nước mắm thôi. Vậy chúng mình chỉ cần đáp số là 20 lít nước mắm. Bài toán nào mà có hai câu hỏi tách biệt, ví dụ AB, thì chúng mình mới đáp số là A và B, được chưa? Đó, như vậy là trong bài toán số 1 này chúng mình đã thực hiện theo hai bước tính. Bước đầu tiên là tìm số lít nước mắm ở can thứ hai, đó là phép tính 5 nhân 3 bằng 15 lít. Bước thứ hai đó là tìm được số lít nước mắm ở cả hai can bằng cách lấy số lít nước mắm ở can thứ nhất là 5 cộng với số lít nước mắm thứ hai ở can thứ hai vừa tìm được là 15, và chúng mình sẽ tìm ra được đáp số là bằng 20 lít, là số lít nước mắm ở cả hai can. Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển qua bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ đến với bài tập thứ hai. Mai gấp được 10 cái thuyền, Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền? Ở trong bài toán này thì đề bài cho chúng mình biết điều gì các con nhỉ? À, Mai gấp được 10 cái thuyền. Đề bài cho biết là Mai gấp được 10 cái thuyền. Và Nam thì gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Đó. Rồi, đề bài hỏi là cả hai bạn, đấy, cả hai bạn thì gấp được bao nhiêu cái thuyền, được chưa? Vậy thì chúng mình biết số thuyền mà Mai gấp được là 10 cái rồi. Số thuyền của Nam gấp được ít hơn Mai là 3 cái. Và đề bài hỏi là cả hai bạn thì gấp được bao nhiêu cái thuyền. Vậy để biết được số thuyền cả hai bạn gấp được thì chúng mình phải biết số thuyền của mỗi bạn gấp được là bao nhiêu. Có nghĩa là biết được số thuyền của Mai, biết được số thuyền của Nam. Nhưng ở đây chúng mình mới biết được số thuyền của Mai thôi. Vậy thì chúng mình cần phải đi tìm số thuyền của cả Nam nữa. Thì sau đó chúng mình mới cộng hai số thuyền của cả hai bạn thì mới tìm ra được đáp số của bài toán, đúng chưa ạ? Bây giờ để trước khi bước vào bài giải thì cô trò mình sẽ cùng nhau tóm tắt bài toán này theo sơ đồ đoạn thẳng để có thể nhìn rõ hơn những dữ liệu mà đề bài cho biết. Chúng mình sẽ đến với phần tóm tắt. Tóm tắt cho mày. Rồi, ở đây thì chúng mình sẽ có hai đối tượng, đó là số thuyền của Mai và số thuyền của Nam, thì cô sẽ viết tắt đó là Mai và Nam. Mai này. Rồi, đây bây giờ cô sẽ biểu thị số thuyền của Mai là một đoạn thẳng. Được chưa? Sau đó thì chúng mình sẽ tìm, sẽ có đối tượng thứ hai đó là số thuyền của Nam. Cô sẽ ghi là Nam. Rồi, thì mình sẽ có số thuyền của Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Như vậy, đoạn thẳng biểu thị số thuyền của Nam phải ngắn hơn đoạn thẳng biểu thị số thuyền của Mai, đúng chưa ạ? Ngắn hơn. Rồi, nhớ là khi vẽ tóm tắt bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng thì đầu tiên cái đoạn thẳng, hai đoạn thẳng của chúng mình phải có điểm mút đầu tiên, đó là phải thẳng hàng nhau như thế này, thẳng cột như thế này, được chưa ạ? Đó. Điểm mút đầu tiên phải thẳng cột nhau. Rồi, đoạn thẳng biểu thị số thuyền của Nam sẽ ngắn hơn. Vậy cô sẽ vẽ ngắn hơn này so với đoạn của Mai. Đó. Được chưa?
Và chúng mình biết số thuyền của Mai gấp được là 10 cái. Vậy thì đoạn thẳng này là 10 cái thuyền đúng chưa? 10 cái. Rồi, còn của Nam thì mình chưa biết. Đề bài yêu cầu là gì nhỉ? Tìm hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyền. Có nghĩa là đi tìm số thuyền của cả hai bạn gấp được. Thì chúng mình ngoặc như thế này. Rồi ghi hỏi chấm cái thuyền. Rồi, ghi cái cũng được. Đó, như vậy thì chúng mình đã tóm tắt được bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng. Vậy nhìn vào sơ đồ này thì bước đầu tiên chúng mình phải làm như thế nào nhỉ? À, ở đây đề bài còn cho biết đó là Nam gấp được ít hơn Mai 3 cái thuyền. Thì cái đoạn ít hơn chính là cái đoạn thẳng này các bạn nhá. Được chưa? Đây, chính là cái đoạn thẳng này. Rồi, hay là các bạn ghi thế này cũng được. Hay có hai cách. Các bạn có thể ghi ở đây là 3 cái thuyền. Được chưa? Hoặc là chúng mình vẽ như thế này cũng được. Cái đoạn thẳng mà đó, mình vẽ theo nét đức như thế này, rồi mình ghi ở đây là 3 cái thuyền. Được chưa? Vẽ như thế nào cũng được. Đó. Thì trên này mình sẽ vẽ thẳng xuống. Nhớ là đoạn thẳng mà ghi 3 cái thuyền, nếu mà mình vẽ xuống đoạn của Nam này thì mình phải ghi nét đứt, được chưa ạ? Còn nếu không, ở trên này thì chúng mình chỉ cần ghi kẻ bằng như thế này, rồi ghi ở đây là 3 cái. Đó, đó, cô đã hướng dẫn các bạn hai cách để chúng mình vẽ, thì chúng mình vẽ theo cách nào cũng được. Rồi, bây giờ thì chúng mình phải đi tìm gì trước ạ? Đi tìm số thuyền của Nam trước, được chưa? Sau đó thì chúng mình mới biết được là số thuyền của Mai và số thuyền của Nam, thì chúng mình sẽ cộng hai số thuyền đó lại, thì chúng mình sẽ biết được là cả hai bạn gấp được bao nhiêu thuyền. Rồi, để tìm được số thuyền của Nam thì chúng mình làm như thế nào nhỉ? Đây, Nam gấp được ít hơn 3 cái, vậy chúng mình chỉ cần lấy số thuyền của Mai ít hơn thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính, đó là phép tính trừ, đúng chưa? Lưu ý này, phân biệt này, ít hơn thì chúng mình thực hiện phép tính trừ, nhiều hơn thì thực hiện phép tính cộng. Còn gì nữa nhỉ? Gấp thì chúng mình thực hiện phép tính nhân, giảm đi mấy lần thì chúng mình thực hiện phép tính chia. Lưu ý nhá. Rồi, trong bài này là nhiều hơn, vậy chúng mình sẽ thực hiện đó là phép tính, ít hơn thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ, đó là lấy 10 trừ 3 và bằng 7 chiếc thuyền. Hay là Nam sẽ gấp được đó là 7 chiếc thuyền, được chưa? Rồi, đến với bài giải như sau. Đầu tiên thì cô trò mình sẽ đi tìm số thuyền mà Nam gấp được. Hay là Nam gấp được số thuyền nào? Rồi, Nam gấp được số thuyền nào? Bước giải đầu tiên. Hai chấm. Rồi, phép tính đó là 10 trừ 3 bằng 7. Thuyền ạ. Rồi, sau đó khi biết được số thuyền của Nam, biết được số thuyền của Mai thì chúng mình sẽ dễ dàng đi tìm được là xem là cả hai bạn thì gấp được bao nhiêu cái thuyền, bằng cách đó là lấy số thuyền của Mai cộng với số thuyền của Nam, hay chúng mình có phép tính đó là 10 cộng 7, đúng chưa? Bằng 17 cái thuyền. Cả hai bạn, câu trả lời, nhìn vào câu hỏi để trả lời này, cả hai bạn gấp được số cái thuyền là cả hai bạn gấp được số cái thuyền là 10 cộng 7. Dễ dàng biết được phép tính đó là kết quả nó là 17 cái thuyền. 17 cái. Rồi, sau đó thì các bạn đáp số 17 cái thuyền. Đó, như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài toán này, tìm ra được đáp số thông qua hai bước tính, được chưa? Bước tính đầu tiên đó là tìm số thuyền mà Nam gấp được, đó là lấy 10 trừ 3 bằng 7. Lưu ý là ít hơn chúng mình thực hiện phép tính trừ. Sau đó chúng mình sẽ tìm được số thuyền của cả hai bạn gấp được, là lấy 10 cộng 7 là bằng 17 cái thuyền, cũng chính là đáp số của bài toán này. Rồi, bài toán số 2 này cũng chính là bài toán cuối cùng ở trong tiết học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Xin chào các bạn. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.